Làm hết sức mà thôi, nhưng tao nói thật, đồng đội của người có chút yếu. Tiên lỗi hét lên, này này này, ta còn đang ở chỗ này đấy, ngươi lại nói ta yếu, phải lưu chút mặt mũi biết không? Đống thiên thu lúc này trợn mắt mà nhìn hắn, chính là trước mặt người ta mới nói, chẳng lẽ ta còn phải đi nói bậy sau lưng người sao? Thời gian thi vòng 2 còn có một khoảng, nhất định các ngươi phải làm cho mình trở lên càng mạnh hơn nữa mới được. Tuy thi vòng 2 vẫn dùng tiểu tổ làm đơn vị, nhưng cũng không phải là cả tiểu tổ đều trúng tuyển đến 30 tên đứng đầu, nhiều khi cũng phải nhìn năng lực cá nhân. Vừa nghe vậy, sắc mặt của tiền lỗi lập tức có một chút suy sụp. Năng lực của mình và cái trình độ gì chính hắn cũng rất rõ, có thể nói là nếu không có Lam Biên Vũ thì gần như hắn sẽ không có cơ hội trổ hết tài năng. Thứ duy nhất có thể trông chờ chính là cách tính đặc thù của võ hồn. Lam Biên Vũ nói, người biết nội dung của vòng 2 là gì không? Đống thiên thủ lắc đầu, cụ thể thì không biết, nhưng lão sư ở học viện của chúng ta đã nói, trận thi đấu vòng 2 của Sử Lai Khắc thường xuyên thì những thứ ly kỳ cổ quái, nhưng lại muốn cho chúng ta bộc lộ ra phương hướng, chủ tù cùng với phụ trong tương lai, đôi khi cái này cũng rất trọng yếu. Nếu người bộc lộ ra phương hướng chủ tù cùng với phụ tù là ít người chọn ra, thì ngược lại lại càng dễ trúng tuyển, cho nên trước hết các người nên nghĩ cho tốt mấy việc quan trọng đi. Ánh mắt của Lam Minh Vũ lúc này sáng lên, cảm ơn, tin tức này rất trọng yếu. Đống Thiên Thu nói, ngươi chủ tù cái gì, phụ tù cái gì? Lam Hiền Vũ nói, phân loại ở Sử Lai Khắc giống học viện chúng ta bây giờ sao? Tương lai ta hy vọng sáng hướng về đấu khải và cơ giáp, phát triển hai phương diện song sắp liều cùng với chỉ huy không gian. Chỉ huy không gian, Đống Thiên Thu lúc này có chút kinh ngạc mà nhìn hắn. Tiền lỗi lập tức ở bên cạnh trợ công, đúng vậy, Hiên Vũ cùng với chính ta là điều khiển chiến cơ không gian đấy, ta cũng học hệ trụ trụ cột chỉ huy giữa các hành tinh. Lam Hiên Vũ nói, ta chính là vũ trụ mênh mông, nhưng nếu chỉ dùng lực lượng cá nhân là sẽ không thể là ngao du trong vũ trụ, cho nên ta thích, vì thế ta thích chiến hạm không gian, hy vọng tương lai có thể trở thành một vị quan quân chỉ huy chiến hạm. Đống Thiên Thu nhẹ nhàng gật đầu, ta hiểu rồi, ta đây đề nghị người chủ tù lên chọn song giáp lưu, phụ tù chọn hệ chỉ huy không gian. Vì theo ta được biết thì hệ chỉ huy không gian tại Sử Lai Khắc học viện cũng xem nhiều ít người chọn, song giáp lưu lại tuyệt đối là chủ yếu. Sử Lai Khắc chủ yếu bồi dưỡng vẫn là chiến đấu tất cả cá nhân cùng với tiểu đội. Lam Minh Phu khẽ gật đầu, hẳn là ta sẽ chọn như vậy, chẳng qua là không biết có đủ tinh lực mà học hay không. Đống Thiên Thu nói, việc là do người tới làm, hắn là Sử Lai Khắc học viện sẽ là lời hoàn toàn khác biệt. Học viện đứng đầu mấy vạn năm, bồi dưỡng được quá nhiều nhân tài yếu tố. Nói đến đây, trong ánh mắt của nàng chợt mang theo vài vẻ suy tư, giống như là đang hồi tưởng cái gì. Thời gian cũng sắp hết rồi, tiện lỗi nhắc nhở. Đống Thiên Thu nhìn về phía của Lam Hiền Vũ, vậy gặp lại ở Sử Lai Khắc học viện. Tốt, gặp lại ở Sử Lai Khắc, nhớ kỹ ba điều kiện người còn thiếu nợ ta. Ồ, ta nghĩ người đã quên rồi chứ, người xem ta cũng cứu người, nhớ kỹ ba điều kiện thiếu nợ của ta đấy. Khi Lam Hiên Vũ cùng với Tiền Lỗi quay trở về thế giới thực một lần nữa, cảm giác mệt mỏi mãnh liệt lập tức quét sạch toàn thân. Đối với bọn hắn mà nói, lần tuyển chọn thi đấu này thực sự là quá cực khổ, nhất là đối với Lam Hiên Vũ. Sau khi ba người trở lại ký túc xá, rất nhanh cả phòng số 333 liền vang lên trên tiếng hít thở đều đều. Một giấc ngủ này, ba người bọn hắn ngủ trọn vẹn 24 tiếng đồng hồ mới thỏa mãn mà tỉnh lại. Cuối cùng, thành tích tuyển chọn tại Thiên La Tinh cũng đã công bố. Tiểu tổ của Lam Hiền Vũ lại một lần nữa đứng đỉnh quán quân, mà tiểu tổ của Băng Thiên Lương cũng đang lấy được vị trí thứ hai. Toàn bộ Thiên La học viện cũng chỉ có 3 người Lam Hiền Vũ tiến tới thành công. Toàn bộ những tổ khác đều bị loại bỏ. Đây chính là điểm tàn khốc nhất của thi đấu tuyển chọn. Muốn trổ hết tài năng ở trong đám bạn cùng lứa tuổi của Thiên La Tinh cũng không phải một sự tình đơn giản gì. Hơn nữa, thông qua cuộc nói chuyện cùng với Đống Thiên Thu, Lam Hiền Vũ cũng đã hiểu rõ Thiên La Tinh ở bên này cạnh tranh còn không tính là quá kịch liệt, mà nơi cạnh tranh kịch liệt hơn nữa phải là Thiên Đấu Tinh. Mẫu tinh bên kia chỉ sợ còn có những tồn tại cùng với tuổi cường đại hơn nhiều. Cuộc thi vòng 2 tiếp theo tại Sử Lai Khắc học viện mới là lần khảo hạch sàn nan nhất mà tất cả mọi người đều phải đối mặt. Muốn tiến vào 30 thứ hạng đầu cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà thứ làm cho Lam Hiền Vũ có một chút ngoài ý muốn chính là một tổ kia của Lương Thục Thi cũng tiến vào vòng trong. Có lẽ là vì trước đó điểm tích lũy của tổ nàng cũng được đủ điểm xếp hạng thứ 10.
Thi vòng 2 vào khoảng 1 tháng sau, tiến hành tại mẫu tính, Sư Lai Khắc học viên cân nhắc đến phần vấn đề lộ trình lên 20 ngày sau bọn hắn liền xuất phát. Thiên La học viện tuyên bố, tất cả đệ tử của lớp thiếu liên lăng động không thể chủ hết tài năng trong trận đấu tuyển chọn, sẽ phân tán đến từng lớp, nhảy cóc 3 năm học, trực tiếp tới học viện trung cấp hồn sư tiếp tục học tập. Dù sao thì bọn hắn không thể nào chủ hết tài năng, nhưng cũng vẫn tuyệt đối vượt qua đám bạn cùng lứa tuổi. Mà làm hiền vũ, tiền lỗi của bờ Lưu Phong thì là do Quý Hồng Bân tự chịu trách nhiệm đặc huấn 20 ngày. Bọn hắn đã dành về vinh quang to lớn như vậy cho học viện. Tất nhiên bọn học viện này sẽ ký thác những kỳ vọng rất cao lên người của bọn hắn. Đầu tiên là ủng hộ rất lớn tại phương diện đãi ngộ. Tất cả chi phí tới đấu La Tinh đều do học viện chi trả. Hơn nữa còn có đãi ngộ khoang thuyền công vụ trên phi thuyền. Đây chính là chỗ ngồi bài danh thứ 3. Nếu để so với hạng chỗ ngồi thứ 5 như mọi lần làm hiền vũ vẫn đi thì đã không biết tốt hơn bao nhiêu. Tiếp theo thì học viện đã mua một số lượng lớn nguyên liệu nấu ăn quý hiếm cho riêng bọn hắn, thậm chí còn có một chút thiên tài địa bảo, còn mời tới cả dinh dưỡng sư chuyên môn tới điều chế dinh dưỡng món ăn. Đối với Thiên La học viện mà nói, bọn hắn có thể thi đậu vào Sử Lê Khắc hay không thật sự là quá trọng yếu. Cái này sẽ quyết định tới việc Thiên La học viện có thể nào phái tới lão sư tới Sử Lê Khắc học viện bồi dưỡng hay không. Nhỏ nhã đặc huấn 10 ngày, sau đó mới tiến vào trong thăng linh đài mà cố gắng tăng lên trên thực lực của mình. Tới một sân huấn luyện riêng, mỗi giờ đồng hồ đều cần 5 đồng đấu la tệ. Loại tiền ảo này chính từ đấu la thế giới, dành riêng cho sân huấn luyện. Mà lúc này, ở trong sân huấn luyện, Quý Hồng Bân đứng ở một bên, mà bên kia chính là Lam Hiền Vũ. Trên ý nghĩa mà nói, thì sự thực còn đáng giá hơn cả đồng liên bang nhiều lắm. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ tiến hành 10 ngày đặc huấn cho các ngươi. Phương thức đặc huấn rất đơn giản, nhưng là tất nhiên nó cũng sẽ cho các ngươi rất nhiều thống khổ. Ta yêu cầu các ngươi nhất định phải kiên trì đến một giây cuối cùng. Đã rõ chưa? Quý ông Bân lúc này trầm giọng nói. Ba người làm hiền vũ liếc nhau, trong nội tâm của bọn hắn đều có một loại cảm giác không quá hay. Kiên trì đến giây cuối cùng là có ý nghĩa gì? Nhưng trước sự bức bách uy nghiêm của Đại Ma Vương thì không ai không dám hỏi. Quý Hồng Bân liên tục nói, vô luận là lúc tu luyện hay là sinh hoạt hàng ngày, chúng ta đều là một cái trình thể. Khi mà đối ngoại chúng ta đều tiếp nhận hoặc là bài xích, khi áp lực hàng lâm, mỗi người đều có phương thức chống đỡ riêng của mình. Vô luận là trên thân thể hay là tâm lý cũng đều là như vậy. Mà mỗi một lần áp lực giải trừ chúng ta đều có tiến bộ. Đối mặt với áp lực chính là một cách rất tốt, cho nên mới có câu nói kia, gọi không người nào áp lực bay bổng bởi như vậy. Đặc huấn chính là muốn kích thích tiềm năng bản thân cho các người thông qua việc đùa kháng áp lực. Các người chuẩn bị xong chưa? Tiền lỗi đúng là vẫn nhịn không được mà hỏi, quý lão sư là dạng áp lực gì vậy? Quý Hồng Bân lúc này mắt hàm thâm ý mà nhìn hắn một cái, lập tức các người sẽ biết. Hắn vừa nói đột nhiên bước về phía trước một bước, lúc này khoảng cách từ hắn tới chỗ ba người làm hiền vũ chừng có 10 mét. Một bước này chẳng quá chỉ là bước xa nửa mét mà thôi, nhưng ngay ở trong nháy mắt này, trong lòng ba người làm hiền vũ đều có một loại cảm giác sợ hãi từ sâu trong đáy lòng. Trong mắt của bọn hắn, cả người Quý Hồng Bân như là đột nhiên hành bành trướng lên vậy. Luồng áp lực không gì sánh kịp đang phô thiên cái địa mà đến. Ba người gần như lập tức không thể động đậy. Trong tích tắc này, thậm chí là Miền Vũ còn có cảm giác như mình đã phải tới thời điểm đối mặt với thiện ác bán nhân mã. Áp lực từ bốn phương tám hướng mà đến, không chỉ là trên tinh thần mà là trên thân thể cũng như vậy. Quý Hồng Bân vẫn luôn luôn là truyền thuyết đệ nhất cường giả của Thiên La học viện, nhưng trên thực tế thì bọn hắn ai cũng không thấy quá vị quý lão sư này ra tay. Đây là lần đầu tiên ba người bọn hắn thấy. Khi mà tầng áp lực kia cực lớn sinh ra, ba người nhất thời chấn động không thôi. Bản thân hồn lực tất nhiên sẽ tự có phản ứng, huyết mạch chi lực cũng có thể như vậy, nhưng mà luồng áp lực kia lại quá lớn, làm bọn hắn vô cùng thống khổ, có một loại cảm giác như thân thể lập tức muốn tan ra vậy. Cảm giác phải lưu phong nóng lên, hồn cốt ngân nguyệt lang tự động hộ chủ, hắn có thể cảm giác được một cách cực kỳ rõ ràng, mỗi một mạch máu ở trong cơ thể của mình đều đang có rút lại ở trong sự áp bách này, có một loại cảm giác như là toàn thân đều cung cấp máu chưa đủ. Nó trái ngược với cái cảm giác khi mà Lam Hiền Vũ dùng hai loại làm nguyên thảo tăng phúc cho hắn rồi bảo thế. Bởi vì là một cái ảnh hưởng ra bên ngoài, một cái lại là hướng vào phía trong. Sau khi Quý Hồng Bân bước ra một bước nhỏ, hắn liền lù lù bất động, nguyên một đám hồn hoàn bắt đầu bay lên từ trong dưới chân của hắn. Hai cái màu tím, sáu cái màu đen,
8 cái, trọn vẹn 8 cái hồn hoàn lúc này kéo lên trên mà vần chung quanh thân thể của hắn. Mà ở sau lưng của hắn, một cái bóng đen thật lớn cũng đã theo đó mà chậm rãi hiển hiện. Theo bóng đen kia biến lớn, sự sợ hãi ở trong người của mọi người làm miền vũ cũng đang nhanh chóng tăng cường. Bọn hắn đều là có một loại cảm giác như thân thể của mình đã sắp vỡ tan dưới áp bách này vậy. Nhưng để so sánh cùng với việc thân thể thừa nhận áp lực cực lớn, nội tâm của bọn hắn lúc này lại càng là cực độ rung động. Bát hoàn ý nghĩa là gì? Đó chính là cường giả cấp bậc hồn đấu la. Hơn nữa hắn còn có 6 cái hồn hoàn là vạn năm cấp độ. Đơn giản mà nói, nếu người đối mặt với ám hắc ma hộ ở trong trận đấu này